những pha tranh bóng ngoạn mục, những cú ghi điểm đẹp mắt làm bùng nổ khán đài. Trận đấu thứ hai trong khuôn khổ ABL 2015 giữa Sài Gòn Heat và những chú rồng đỏ Malaysia Dragon sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2015. Hãy bật ngay HTV Thể Thao để theo dõi trực tiếp trận đấu. Lượng âm thanh, chất lượng phòng thu. Bose Studio, chất lượng âm thanh, chất lượng phòng thu. Bose Studio, chất lượng âm thanh, chất lượng phòng thu.